Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 thì các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng, tức là từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 1 tháng 8, áp dụng với chuyến bay nội địa. Việc thực hiện thí điểm dựa trên tinh thần tự nguyện của hành khách với điều kiện là hành khách có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID đã được kích hoạt thông suốt. Vâng, việc thí điểm này thì đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số đang đi đúng trọng tâm, trọng điểm và thực chất. Vậy quan điểm cũng như chia sẻ của cộng đồng mạng như thế nào về việc thí điểm này? Hãy cùng chúng tôi theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây. Tôi thấy việc thí điểm này rất tốt, nhất là thời đại công nghệ số như hiện nay. Chỉ cần một chiếc smartphone, chúng ta đã có thể check-in được ngay. Nếu làm tốt, nhận thức của người dân về chuyển đổi số sẽ được nâng cao, giảm bớt các thủ tục rườm rà, tránh được tắc nghẽn. Chính những thủ tục rườm rà hay gây ra tình trạng ùn ứ tại sân bay, việc tích hợp như thế này, công đoạn check-in sẽ được thông suốt. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tôi cũng đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Khi gia đình đi du lịch trong thời gian tới, sẽ tự nguyện sử dụng khi đi máy bay. Đây là những chia sẻ của cư dân mạng khi các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân đối với hành khách làm thủ tục lên tàu bay. Tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không, điểm kiểm tra thẻ trước khi lên máy bay sẽ có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách tự nguyện làm thủ tục. Khi hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đi máy bay, nhân viên hàng không sẽ kiểm tra trực quan tài khoản định danh của hành khách. Việc thí điểm sẽ áp dụng đối với các chuyến bay nội địa. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, cho thấy bước đi đúng trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất. Triển khai như thế này là rất hợp lý, giảm thủ tục hành chính phiền hà, rất thuận tiện cho công dân khi cần. Quá hợp lý, đỡ mất thời gian, có như vậy mới phát huy tác dụng của số hóa và ứng dụng của phần mềm sau khi đã tích hợp. Khi chúng ta trình chiếc điện thoại thì ứng dụng VNEID được kích hoạt thông suốt, thì từ quầy làm thủ tục cho đến kiểm tra giấy tờ tùy thân, nhân viên an ninh chỉ cần kiểm tra tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên điện thoại của hành khách, tôi thấy rất thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng lưu ý, việc sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 được cài đặt trên điện thoại là cần thiết, song giai đoạn thí điểm này vẫn cần mang theo giấy tờ tùy thân để đề phòng trường hợp mạng yếu hay điện thoại hết pin hoặc quên mật khẩu đăng nhập VNEID. Với những tình huống như vậy, nếu không có giấy tờ tùy thân thì sẽ xảy ra tình huống dở khóc, dở cười. Hơn nữa, vào mùa du lịch, lượng hành khách xếp hàng đông, nếu chỉ cần gặp vấn đề, tình trạng ách tắc sẽ diễn ra. Tôi nghĩ để ứng dụng hoạt động hiệu quả thì đường truyền mạng phải thật thông suốt, không bị nghẽn mạng, nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược. Chúng ta đang cập nhật triển khai theo hình thức mới, sẽ có lạ lẫm, chưa quen. Do đó, mọi người cần chủ động tìm hiểu, sử dụng thành thạo, kiểm tra lại kỹ thông tin khi tích hợp. Tôi thấy vẫn phải mang theo căn cước công dân và giấy tờ tùy thân, không nên quá ỷ lại vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nếu trong trường hợp điện thoại gặp vấn đề trục trặc hoặc thông tin chưa khớp mà không có căn cước công dân thì sẽ không thể xử lý thông tin để lên máy bay. Tốt nhất cứ mang theo cho chắc. Tôi nghĩ các sân bay nên đầu tư hệ thống máy quét. Như bây giờ, chỉ sử dụng điện thoại cá nhân của nhân viên hàng không quét mã định danh. Như vậy, thao tác sẽ rất chậm, nhất là khi có sự cố xảy ra. Việc thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân tại các sân bay, quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào về nội dung mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.